Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá Certica Honda e-Beat 2020 mới nhất trong tháng 6 năm 2020 giảm sâu tới tận 2.500.000 đồng. Tiếp phiên bản Honda e-Beat 2020 với một thiết kế trau chuốt thể thao với hai tùy chọn phân khối động cơ đang được bán ra mức giá đầy hấp dẫn tại thị trường Việt Nam. Với cái sự ra mắt cái thể mới, cái dòng Certica Honda e-Beat 2020 tiếp tục được gây cái sự chú ý của rất nhiều người tiêu dùng. Tất nhiên mức giá đề xuất của cái chiếc Honda e-Beat 2020, nhất là phiên bản e-Beat 110, được niêm yết mức giá khá cao, cùng với mức giá cao lên tới là 56.400.000 đồng, gần ngang ngửa cái chiếc Honda S1 chính thức khởi điểm với mức giá cao như vậy của phiên bản e-Beat 2020. Lại cộng với thị trường xe máy vừa chịu ảnh hưởng sâu bởi cái tình hình dịch bệnh Covid-19, cho nên có thấy các mẫu Certica này đang có mức giá bán ra chưa mấy khởi sắc lắm. Hiện tại tất cả các phiên bản của Honda e-Beat 125, 150, 2020 đều có mức giá bán thực tế thấp hơn mức giá đề xuất. Mức giá giảm sâu nhất diễn ra cho cái phiên bản e-Beat 150, trong đó phiên bản e-Beat 150 2020 cái bản đặc biệt được ghi nhận giá bán tại các lý thấp hơn mức giá niêm yết lên tới là 2.600.000 đồng. Và trong thực tế, các chiếc Honda e-Beat 2020 là một dòng sản phẩm Certica gây ấn tượng nhờ vào cái sự lột xác về mặt thiết kế bên ngoài với kiểu dáng hoàn toàn mới, hiện đại, trau chuốt tỉ mỉ tới từng cm. Chưa kể các trang bị trên xe như đèn LED, đồng hồ khi lực số LCD, mắt cây và cái hốc đựng đồ cùng với tùy chọn phanh e-Beat cho cái bản 150cc, khiến cho cái mẫu Certica này đang là mẫu xe hấp dẫn nhất phân khúc tầm trung. Để giúp các bạn xem clip có những thông tin tham khảo cùng sắm, chúng tôi sẽ cập nhật giá của chiếc Honda e-Beat 2020 mới nhất trong tháng 6 năm 2020 tại Việt Nam bên dưới như sau. Honda e-Beat 125 2020 phiên bản tiêu chuẩn, mức giá đề xuất 41.200.000 đồng, giá bán đại lý 41.000 đồng. Honda e-Beat 125 cái bản đặc biệt, mức giá đề xuất 42.400.000 đồng, giá bán đại lý 42.000 đồng. Honda e-Beat 150 2020 phiên bản tiêu chuẩn, mức giá đề xuất 55.200.000 đồng, giá bán đại lý là 52.800.000 đồng. Honda e-Beat 150 2020 phiên bản đặc biệt, mức giá đề xuất 56.400.000 đồng, giá bán đại lý là 53.800.000 đồng. Lưu ý giá xe thực tế còn tùy vào từng đại lý và từng quán xe. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like, subscribe.